thì chúng mình quay trở lại cùng với nhau ở trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, được không nào? À, các bạn ơi, em có còn nhớ gì về Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân không ạ? Cho chị một vài từ khóa. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin về tác giả trước nhé, được không nào? Các bạn có còn nhớ gì về tác giả Kim Lân không? Nào, có còn nhớ gì về tác giả Kim Lân không? Nói cho chị biết nào. Dùng keyword thôi nhé, và chị sẽ là người phiên lại tất cả những cái keyword đó cho các bạn. Nên là các em sẽ chỉ dùng keyword giúp chị thôi nha. Rồi, các bạn có còn nhớ gì về tác giả Kim Lân không ạ? Đây là một trong số những truyện ngắn rất là hay. Bởi vì nếu như ngày trước ạ, thì chúng mình đã từng học về tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân ở trong chương trình ngữ văn lớp 9 rồi, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng mình lại tiếp tục được học Kim Lân ở trong một cái tác phẩm, một cái truyện ngắn nữa, vẫn với một cái giọng văn như vậy, đúng không ạ? À, ở đây chị thấy rất là nhiều các cái comment của các bạn. Dế mềm phiêu lưu ký là gì thế Phương Thanh? Trời ơi, chị đang bị hơi sốc đấy nha. À rồi, ok, con đẻ của đồng ruộng này, nhà văn của làng quê Việt Nam, chính xác. À, gì nữa? À, từng đóng làm vai lão hạt, chính xác đấy. Còn gì nữa không? À, mệnh danh thần hậu nguyên thủy, cái gì đấy Minh Thư? Trời ơi, sao lại được mệnh danh là thần hậu nguyên thủy, ôi chị sợ quá. Rồi, tấm gương về ý chí nghị lực, cha đẻ của đồng ruộng, ok. À, gì nữa? Làng, nhà văn viết về đề tài nông thôn và nông dân Việt Nam, nhà văn của làng quê Việt Nam. Còn gì nữa không? À, quý hồ tinh bất quý hồ đa, chính xác. Thực sự là các bạn có hiểu cái câu đấy không đấy? Các em có hiểu là quý hồ tinh bất quý hồ đa là gì không đấy? Hả? Mà nói như thật đấy. Rồi, ok, sở trường truyện ngắn, chính xác. Gì nữa ạ? Sở trường truyện ngắn, chính xác rồi. Ok, gì nữa? À, cấp 3 em thi vào làng à? Sợ thi đại học lại thi vào Vợ Nhặt không à? À, chuyên viết truyện ngắn. À, ok. Một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Đó chính là cái lời phán của người đồng nghiệp cùng thời với cả Kim Lân, à, nhà văn Nguyên Hồng, phải không ạ? Với cái tác phẩm Bì Vò đấy. Không biết là các bạn có còn nhớ hay là đợt trước chúng ta có học về Trong Lòng Mẹ đấy, đúng không ạ? À, mang trong mình một cái giọng văn rất là gần gũi, giản dị, nhỏ nhẹ và đôn hậu. À, chúng ta nhìn cái dáng hình vẻ bề ngoài của Kim Lân thôi thì chúng ta đã thấy rằng là cái dáng người đã nói lên tất cả, đúng không ạ? Là một người rất là nhỏ nhẹ, là một cái tấm gương về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù là cuộc đời của ông ấy phải trải qua, cuộc đời của nhà văn này phải trải qua rất là nhiều cái khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi thơ. Nhưng mà bản thân Kim Lân thì vẫn giữ được lòng kiên trì của mình. Và chính lòng kiên trì đó đã giúp cho Kim Lân trở thành gì ạ? À, một trong số những nhà văn tiêu biểu nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ok chưa nào? Nha, lưu ý giúp chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngồi lại với chị để ghi một số ý cùng với chị nha, được không ạ? Trước tiên, Kim Lân, ghi bài nè, được không ạ? Quê thì ở đâu nhỉ? À, quê thì ở Từ Sơn, Bắc Ninh, nhưng mà nay thì thuộc về Hà Nội, nay thì cái vùng đó thuộc về Hà Nội rồi. Ok chưa nào? Rồi, là một nhà văn, được không ạ? Là một nhà văn đa tài, đúng không? Từng tham gia diễn xuất, và ghi dấu ấn với độc giả, với khán giả. Ok chưa? Được không nào? Rồi, tiếp tục. Gì nhỉ? À, thể loại sở trường, là truyện ngắn. Và ông đã bắt đầu viết truyện ngắn vào năm 1941, được không ạ? Thành công hơn cả là ở thể loại truyện này, được không ạ? Nói về Kim Lân thì chúng ta cũng không thể quên được đây là một cái tấm gương về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ok không nào? Tấm gương về ý chí, về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ok chưa ạ? Rồi, quá trình sáng tác thì sao nhỉ? À, quá trình sáng tác của tác giả này thì chia ra làm hai giai đoạn. Học văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Chia ra làm hai giai đoạn, được không nào?
À, chúng ta có những cái giai đoạn ở đây đó chính là trước và sau cách mạng. Được không nào? Tiếp tục, đề tài chính mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn. Ban đầu thì Kim Lân đến với nền văn học Việt Nam hiện đại với những cái chuyện ngắn, viết chủ yếu rất là nhiều về những cái phong tục tập quán. Được không ạ? Về những cái phong tục tập quán khác nhau. Nhưng mà sau đó thì sao ạ? À, nói chung quy chụp tất cả thì đề tài chính vẫn là nông thôn và nông dân Việt Nam. Được không ạ? Nông thôn và nông dân Việt Nam. Và gì nữa ạ? Phong tục tập quán gì ạ? Chủ yếu đi khai thác về phong tục tập quán. Phong tục tập quán tại những miền thôn quê. Vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được không ạ? Không biết là các bạn có, khi mà chị nhắc đến đồng bằng Bắc Bộ ấy, thì các bạn có nhớ tới một cái nhà thơ nào đó mà rất là thành công trong việc miêu tả về cái khung cảnh của miền quê đồng bằng Bắc Bộ hay không? Đấy, chị chỉ đặt ra câu hỏi vậy thôi. Không biết là các bạn có ngay lập tức nhớ tới một cái tác giả nào đó, một cái nhà thơ nào đó mà cực kỳ là nổi tiếng với những cái tác phẩm nói về thiên nhiên của miền quê đồng bằng Bắc Bộ, tức là cái khung cảnh ấy. Các bạn có nhớ đến ai không ạ? Các em có nhớ đến ai không? Các bạn có nhớ đến ai không? Nào. À, không phải Nam Cao đâu ạ. Chưa chính xác ạ. Không, không phải Nam Cao đâu ạ. À, không phải Sang Thu đâu ạ. Chưa đúng ạ. Nào chị xem là liệu là có đáp án nào đúng không nào. Xem là có đáp án nào đúng không nào. À, không phải Tô Hoài đâu ạ. À, không phải Trần Đăng Khoa đâu ạ. Sang Thu không phải đâu ạ. Hữu Thỉnh không phải ạ. Chưa chuẩn ạ, chưa chuẩn ạ. Sao hả các bạn? À, Thép Mới á, không phải ạ. Nguyễn Bính không phải ạ. À, chúc mừng Thanh Tùng đã giành được giải thưởng. Chính xác ạ, đáp án của chúng mình đó chính là Nguyễn Khuyến. Với cái chùm thơ Thu ấy. Ngày xưa hồi lớp mấy nhỉ? Lớp 6 hay lớp 7 nhỉ? Các bạn được học một cái bài thơ mang tên là bài thơ gì nhỉ? À, bài thơ Câu Cá Mùa Thu ấy. Các bạn có nhớ không? Có nhớ Câu Cá Mùa Thu không? Có nhớ không ạ? Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tèo teo. Có nhớ không ạ? Đó, và với cái chùm thơ Thu của mình ấy, thì rất là nhiều những cái tác giả khi mà nhận định về cái bài thơ của người nghệ sĩ này đã khẳng định một điều rằng là cái mùa thu này là mùa thu đặc trưng của cái làng quê Bắc Bộ. Ok không ạ? Nha, và Thanh Tùng rất là chính xác. Đây là bạn đầu tiên đưa ra cái câu trả lời đúng. Đúng không ạ? Chúng ta dành cho bạn ấy một cái tràng vỗ tay. Ok chưa? Rồi, thì đây, bản thân Kim Lân cũng là một tác giả như vậy. Kim Lân dành rất nhiều thời gian để viết về nông thôn và nông dân Việt Nam. Viết và tập trung rất là nhiều ở những cái phong tục tập quán tại những cái miền thôn quê, vùng đồng bằng Bắc Bộ. Có lẽ là bởi vì bản thân Kim Lân ấy, cũng là một cái người mà với một cái tuổi thơ rất là khốn khó. Thế nên Kim Lân có một cái sự đồng cảm lớn lao với những cái người dân lao động nghèo khổ. Đúng không ạ? Và sinh ra ở một cái miền quê, vùng nông thôn Bắc Bộ. Thế nên là đó cũng là gì ạ? À, đó cũng là một cái thời gian để cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, đó cũng là một cái khoảng thời gian tuổi thơ mà Kim Lân hiểu về cái phong tục tập quán nơi đây và muốn viết nhiều về cái phong tục tập quán nơi đây. Ok chưa nào? Ông chủ trương viết về những người nông dân nghèo bởi vì họ bao giờ cũng thiệt thòi. Nên là nhà văn muốn đòi cho những người đó quyền được làm người và quyền sống. Đó là cái tâm niệm của Kim Lân. Ok chưa nào? Rồi, thế còn về giọng văn của người nghệ sĩ này thì sao ạ? Giọng văn thì sao ạ? Rất là nhẹ nhàng, giản dị, gần gũi, đôn hậu. Được không ạ? Rất là ấm áp nữa các bạn ạ. À, nhưng mà vẫn sâu sắc, ý nhị. Được không ạ? Sâu sắc ý nhị và lối kể chuyện. Lối kể chuyện
rất duyên dáng, đời thường. Ok chưa nào? Lối kể chuyện rất duyên dáng, đời thường. Còn về những cái tác phẩm của Kim Lân thì chị nghĩ là các bạn sẽ tự tìm hiểu nhé. Nhưng mà Kim Lân được coi là gì nhỉ? À, là một trong số những cây viết chuyện ngắn xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ok chưa ạ? Chính xác, tác giả này chính là cái tác giả mà biểu hiện cho cái câu nói như các bạn vừa nói đấy ạ. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Có nghĩa là viết thì khá là ít, nhưng mà tất cả những cái tác phẩm mà Kim Lân để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại đều là những cái tác phẩm rất là chất lượng, rất là ấn tượng, đúng không ạ? Thà viết ít nhưng mà mình để lại được những cái gì đó nó sâu đậm, đúng không? Giống đúng như kiểu là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm đấy, các bạn thấy không ạ? Thế nên chị cũng mong là khi nào mà các bạn đi thi ấy, các bạn hãy đặt cái tâm thế của mình là mình phải viết một cái bài văn thật là chất lượng. Chị mong là như thế. Ok không ạ? Và các bạn cũng sẽ đồng ý với chị là như vậy nhá. Được chưa? Rồi, thì đây bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại tiếp tục này. Đó là về thông tin tác giả. Các bạn ơi, có vấn đề gì không ạ? Chị nghĩ là với cái lượng như thế này thì các bạn cũng đã viết được rất là nhiều thứ rồi. Kể cả dùng cho mở bài hay là kể cả dùng cho thân bài. Thật ra là còn nhiều thứ thú vị với Kim Lân lắm, nhưng mà chị nghĩ là chị sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi trong cái khuôn khổ thời gian cái khóa học của chúng mình, đúng không ạ? Các bạn ok chưa? Ok về phần này chưa ạ? Nếu như các bạn ok rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 nhỏ nha. Tác phẩm được không nào? Hoàn cảnh sáng tác. Ok nhá. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần hoàn cảnh sáng tác. Nhắc tới hoàn cảnh sáng tác của truyện ngắn Vợ Nhặt thì chắc hẳn rằng là chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm tới cái gì nhỉ? À, chúng ta sẽ quan tâm tới năm 1945. Thật ra là nhiều bạn thì sẽ kiểu học theo kiểu là chúng ta học mốc 54 trước. Đấy, thế xong rồi chúng mình sẽ quay trở lại mốc 45. Nhưng mà cái bản thân chị thì chị lại nghĩ là tôi sẽ học theo một cái tiến trình thời gian nó trải dài luôn. Hiểu chị không ạ? Tôi sẽ học theo một cái tiến trình thời gian trải dài luôn. Và đây, tôi sẽ học theo tiến trình thời gian này. 1945, 1954, được không ạ? Và 1962, đúng không? Các bạn nhớ không ạ? À rồi, có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu lý giải nhé. Năm 1945, trong những ngày đầu cách mạng tháng 8 thành công, Kim Lân có viết một tiểu thuyết mang tên là Xóm Ngụ Cư, nhưng sau đó bị thất lạc bản thảo. Đúng không ạ? Chị ghi vào đây giúp các bạn dễ nhớ nhé. 1945, Kim Lân viết tiểu thuyết Xóm Ngụ Cư, Xóm Ngụ Cư, được không? Nhưng chưa hoàn thành thì bị thất lạc bản thảo. Ok chưa ạ? Chưa hoàn thành thì bị thất lạc bản thảo. Đến năm 1954, đúng không? Đến năm 1954 thì sao nhỉ các bạn nhỉ? À, năm 1954 thì dựa vào một phần khi hòa bình lặp lại, dựa vào một phần cốt truyện cũ, đúng không ạ? Kim Lân viết truyện ngắn Vợ Nhặt. Ok không ạ? Và Vợ Nhặt thì in trong tập Con Chó Xấu Xí. Xuất bản năm 1962. Ok chưa? Các bạn đồng ý với chị không? Đấy, thì chị nghĩ là học theo cái hoàn cảnh sáng tác, theo cái tiến trình như thế này thì các bạn sẽ nhớ hơn rất là nhiều. Chị xin phép được nhắc lại một lần nữa cho các bạn nhé. Vào năm 1945, trong những ngày đầu của cách mạng tháng 8 thành công, Kim Lân đã viết một tiểu thuyết mang tên là Xóm Ngụ Cư, nhưng chưa kịp hoàn thành thì bị thất lạc bản thảo.
đến năm 1954, khi hòa bình lặp lại, dựa vào một phần cốt truyện cũ, Kim Lân đã viết thành truyện ngắn Vợ Nhặt. Và truyện ngắn này thực thì được in trong tập Con Chó Xấu Xí, xuất bản năm 1962. Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị nhé. Và chúng ta thấy rằng là khi mà tâm sự về cái truyện ngắn này ấy, thì Kim Lân có bộc bạch rằng là Kim Lân có thổ lộ rằng là ban đầu ấy thì tôi định viết là một cái tiểu thuyết cơ, nhưng mà không hiểu loay hoay thế nào mà sau đó lại thành truyện ngắn. Chính Kim Lân là người chia sẻ thế các bạn ạ. Và có lẽ rằng là bản thân Kim Lân ấy thì thực sự là cái mong mỏi của bản thân tác giả này là được viết một cái tiểu thuyết, nhưng mà không hiểu tại sao mà lại bén duyên với truyện ngắn và thành công hơn cả chính là ở thể loại truyện ngắn. Ok chưa ạ? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá, được không nào? Thì đó là về hoàn cảnh sáng tác, các bạn sẽ lưu ý giúp chị.